Xin chào toàn thể các anh chị em chiến hữu thân thương. Thì hôm nay là rất là vui vì kênh của mình là đã được hơn 10.000 lượt đăng ký. Thì rất cảm ơn các anh chị em đã trong thời gian qua ủng hộ mình cũng như là ủng hộ những kênh Moto Vlog khác. Thì cái con số 10.000 này là nó tương ứng với nút đồng, 100.000 là nút bạc, 1 triệu là nút vàng và 10 triệu là nút kim cương. Thì 10.000 là mới là nút đồng thôi, nhưng mà do là cái nút đồng này nó nhiều quá cho nên là không có tặng. Thì cũng nhân dịp này thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian đầu tiên, khoảng thời gian mà mình chập chững bước vào Vlogbit. Thì đã có rất là nhiều bạn cho mình những cái nhận xét, những góp ý rất là bổ ích, giúp mình định hướng phát triển được kênh của mình như ngày hôm nay. Thì một lần nữa là mình xin nghiêng mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như là ủng hộ những kênh Moto Vlog khác hiện đang có trên YouTube. Hiện tại mình đang đứng trên cầu vượt Hòn Chồng, là một cây cầu nối liền giữa Đại học Nha Trang với khu du lịch Hòn Chồng. Nó rút ngắn khoảng cách giữa hai cái địa điểm này với nhau. Thì đứng trên cây cầu này mà lỡ cái thằng nào nó chơi sót mà nó nhiễu, nó nhổ nước miếng xuống hay là đứng nó đái một cái thì thôi chứ ở dưới nước bán muối luôn, ở dưới chạy lên đâu có kịp, trên này nó làm xong rồi nó bỏ, nó nhảy mất lên xe tóm được. Đó các bạn thấy không, đây là cái cảnh biển ở thành phố Nha Trang hiện nay. Thì như mình đã nói là hiện tại là biển Nha Trang nó chưa có tắm được, nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó rất là dơ, thứ hai là sóng nó lớn. Đó các bạn thấy không, sóng nó keo mà nó quýnh rầm 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 như vậy là các bạn xuống tắm là nó kéo ra ngồi khơi là lạng quạng là chết đuối cá chứ không phải chờ đâu. Cho nên là hiện tại là các bạn đã đến thành phố Nha Trang, một là các bạn ra ngồi đảo các bạn tắm biển, còn hai là các bạn không có nên đi tới chỗ này tại vì là nó rất là nguy hiểm. Thì vừa rồi là có một vài bạn nhắn tin với mình là đề nghị là re-up lại những cái vlog mà mình đăng lên trên áo dây luôn, thời tiết lạnh lẽo mà chơi áo dây luôn. Người ta nói đúng mà, đẹp muốn đẹp rồi phải gồng, đây chơi áo dây. Thì những bạn đó đề nghị là được re-up những vlog của mình lên cái kênh của bạn đó. Được re-up những cái vlog của mình lên kênh của bạn đó. Thì mình cũng nói luôn cho những bạn mà có ý định như thế là mình không có đồng ý. Tại vì cái thứ nhất á là mình không muốn tạo sự nhầm lẫn cho các bạn theo dõi mình. Thì tại vì nếu mà có nhiều kênh HNT Vlog như vậy á, thì những cái bạn mà bạn đó có những cái thắc mắc, những cái vấn đề gì đó cần giải đáp hay là những cái gì đó mà muốn mình trả lời thì mấy bạn đó không có comment nhận xét vào cái kênh chính mà đi comment nhận xét vào những cái kênh đi re-up đó. Thì những cái bạn quản lý những cái kênh re-up đó họ sẽ trả lời, nhưng mà những câu trả lời đó là đôi khi nó làm phật lòng những cái bạn hỏi, dễ tạo sự nhầm lẫn cho những người theo dõi, đồng thời nó cũng rất là ảnh hưởng tới uy tín của mình, nếu lỡ có cái gì thì nó ảnh hưởng ghê lắm. Cho nên là thôi, mình không có muốn, các bạn thông cảm nha. Nói hơi to sao anh đi Sirius kia, anh quay lại anh dòm. Nha, thì cũng rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ kênh của mình, rất ưu ái những vlog của mình. Còn nếu mà bạn đam mê thật sự về mô tô vlog thì các bạn nên tự tạo cho mình một cái kênh, mình tự thể hiện cái phong cách, cái hướng đi của mình riêng biệt để cho mọi người ta thích, người ta vào người ta xem, chứ đừng nên là re-up lại thì nó không có hay. Đặc biệt là các bạn nên đừng có cái tư tưởng là làm để kiếm tiền. Đã có nhiều người nói về cái vấn đề này rồi. Bạn Anyway Man
và bạn Rhapsody, là lượng tiền mà YouTube để cho những người làm clip là nó cực kỳ thấp luôn, mà nó cực kỳ thấp luôn chứ không phải thấp nữa, cực kỳ thấp luôn. Mình làm suốt 2 tháng nay mà không đủ mình trả tiền xăng, mà vì điều mình thích làm vậy thôi chứ tiền bạc gì đâu. Bạn làm cái này bạn càng phải có đam mê, sở thích thì các bạn làm, chứ đừng có vì những cái đồng tiền đó mà các bạn làm là thôi, đừng nên làm. Đó là những cái nguyên nhân, đó là những cái ý mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thôi bữa giờ nói cũng nhiều rồi, thì hôm nay là sẵn là ăn mừng kênh của mình vượt qua 10.000 lượt đăng ký, thì cũng có một món quà dành tặng cho các anh chị em. Đó là một tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Cái clip này là mình quay cách đây là bao nhiêu năm rồi ta? 5 năm rồi. Thì bây giờ chiếu lại cho mấy anh chị em xem. Khi mặt trời rực rỡ ban mai, anh thức dậy sau một đêm dài, nở nụ cười chào mừng ngày mới. Anh đứng dậy giơ tay vươn vai, nỗi nhớ em bỗng dâng trong lòng. Anh chỉ muốn đến bên em luôn, để sẻ chia biết bao nỗi buồn, cho vơi đi một đêm nhớ mong. Không bao giờ anh dám xa em, dù mỗi ngày vẫn gặp vài lần, nhưng không bao giờ chán em đâu. Bởi vì em là chiếc bồn cầu. Thấy clip nãy xem có được không? Đó là mình quay từ cái thời còn đi học á. Cái đó là như quay lúc năm thứ 2 học đại học. Thời đó trẻ trâu hát tàu leo tàu đế nghi chơi, tình cờ lục được lại cái clip này. Thì cũng sẵn đây mình cũng xin chia sẻ là như thế này. Có nhiều bạn là nói phản ánh với mình là đi anh cứ đi lòng vòng trong Nha Trang miết à, cái cảnh nó nhèm. Thì mình cũng xin thưa là do Nha Trang nó nhỏ cho nên là cũng có nhiều đường đó thôi, chứ không phải là nó nhiều đường nhiều xé như ở Sài Gòn, Hà Nội. Cho nên là nó không thể nào mà nó đa dạng về cảnh trí. Cho nên mà thay vào đó là mình sẽ bù lại là mình sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin để cho anh em xem, cho anh em biết thêm về cái thành phố Nha Trang. Chứ nếu mà mấy anh chị mà phản ánh về cái đó thì mình chịu thua, mình không có thể nào mà khắc phục được. Chính vì thế mà có nhiều bạn là nói mình là trong những kênh mà motovlog mà em xem thì cái kênh của anh là anh nói nhiều nhất, anh nói nhiều đâm ra nó nói xàm. Thì mình cũng xin thưa là do là cái nếu mà mình không nói nhiều như vậy thì mấy anh em coi nó rất là chán và cũng không có cái gì mà để coi hết. Tại vì mình quay buổi tối thì nó cái tầm nhìn của mình nó cũng không có rõ, mình quay buổi ngày buổi sáng thì may ra là còn có cái coi, cho nên là mình cũng muốn bù đắp cho anh em để anh em coi cho cảm thấy là thú vị. Tại vì cái kênh này là vừa là để giải trí, vừa là để biết thêm thông tin, vừa là để cập nhật thêm là tình hình ở Nha Trang, là một cái thành phố du lịch mà cũng khá là nổi tiếng, để cho anh em biết mà sắp xếp lịch đi chơi đi đồ cho nó thuận lợi. Thì đó là cái mục đích của cái kênh này. Rồi hôm nay dừng ở đây thôi, trời lạnh quá vì nằm xem phim. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian nãy giờ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.